Chào tất cả anh em nhé. Cái cây sung này thì tôi khai thác nó chắc được khoảng 10 tháng rồi đấy anh em ạ. Thì trong quá trình khai thác thì nó bị kẹt đá đấy. Tôi đào thì nó bị xước rất nhiều, nó bị nham nhở hết cây này anh em này. Nó kẹt những cái rễ ở trong gốc cái phiến đá đấy. Thì cách đây 2 tháng thì tôi có làm một cái video là cắt bỏ rễ mới đưa cái cây sung này vào diện chăm sóc đặc biệt đấy. Có anh em nào xem thì cách đây 2 tháng thì tôi cắt trụi hết cành này. Rồi mình tôi bón phân cho nó mà hôm nay là nó tốt thế này anh em này. Anh em thấy cây này trong tự nhiên nó rất nhiều quả luôn anh em ạ. Nhưng mà vì mình tạo tác liên tục đấy. Cái cây này, thực chất nguồn gốc của nó là một cái cây lên thẳng anh em ạ. Cái thân này nó lên thẳng khoảng 2 mét ấy. Quả rất nhiều. Quả từ gốc đến ngọn đấy. Nhưng mà tôi về tôi cắt tôi chỉ lấy khoảng 20 phân thôi anh em này. Cắt vát thế này để mình tạo vẫn tạo thành một cái cây trực, nhưng mà mình tạo thành một cây trực lùn anh em ạ. Cây này mà tôi mà thả rông mà cái cành này trước đây tôi không cắt giật thì bây giờ nó đã ra quả rồi anh em ạ. Trước nó ra mớm mớm quả nhưng mà tôi cắt đi anh em ạ. Tôi chơi cây thì trước tiên nó cứ phải đẹp ra quả tính sau. Những cây này thì sau này nó tự nó ra quả. Cái này anh em, những cái này này trước sau thì nó không ra quả mấy cái này. Và cái cây này nó có nhiều những cái cành không hợp lý đấy. Đây này, những cái cành này để mình nuôi cho nó kéo những cái vết sẹo mà nó bị chảy đá này anh em này. Những cái mầm này. Và hôm nay tôi quyết định cắt bỏ những cái cành này đi anh em này. Đây, những cái cành này dư bỏ. Cái vết sẹo này thì để một lại một cái chồi nhỏ thôi. Cây này để cây số 1 này. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây sau đây là cành phong này. Cây số 4 này. Ngọn ở đây này. Hôm nay tôi làm cái này anh em xem cho vui nhé. Cái cành này là cũng bỏ luôn này anh em. Thứ nhất là nó nằm ở chỗ đây, nó nằm ở trạng 3 này, ba cành nó ra này. Hai cái cành này thì phải loại được một cành, cái cành này nó trùng với cái cành dưới này. À, anh em thấy nó song song không? Trong cái cành người ta kỵ nhất là cái hai cái cành mà nó song song nhau này. Bỏ luôn. Đây là cành này. Ôi, giờ làm cây tìm cái kéo không thấy anh em. Bữa đi đào cái cây trong rừng thì để vất đời trong rừng mất rồi. Mất bao nhiêu cưa kéo. Cái kéo này cắt tạm này.
Đây anh em tôi định hình sơ bộ cho một cái phôi thế này là được rồi anh em ạ. Trong cái cảnh tạo hình cây cảnh bonsai người ta có một cái thuật ngữ này anh em này. Mình càng muốn nhanh thì cây nó càng chậm anh em ạ. Thì tôi ví dụ luôn thế này. Ví dụ như là những cái cành này này. Đây là những cái cành này này. Đây, những cái cành tôi đang chưa cắt đi thế này. Chưa cắt ngọn đi thế này. Bây giờ mình cắt nó đi ấy, để mình uốn nó luôn ấy, thì cái cành này nó rất lâu to anh em ạ. Thì mình cứ cắt cái đoạn này thôi. Cái đoạn này sau này nó là những cái cành ngợp này. Và là cành cấp đấy. Thì mình cứ cắt nó đi. Nhưng mà cái cành để mình nuôi ấy, nuôi to ấy, thì mình cứ nuôi nó ra to anh em ạ. Để nó kéo cái đoạn gốc này. Cái gốc cành như này. Nó to lên. Bên này cũng vậy này. Nó kéo những cái gốc cành này to lên. Thì sau này nó to, nó đủ cái độ của nó. Thì mình bắt đầu mình bấm đi. Bấm đi nó ra mầm thì mình lại uốn. Thì nó sẽ nhanh thành cây anh em ạ. Chứ bây giờ mà mình mà cách luôn mà mình uốn thì nó nhanh lắm. Nhanh thành cái một cái cây đẹp lắm. Nhưng mà trong khi đó là những cái cành này nó rất nhỏ. Sau này nó không cân đối với cây anh em ạ. Cái cây này thì tôi dự tính là tạo cho nó là một cái cây lùn thôi anh em ạ. Giờ nó 40 phân thì tạo hoàn thiện thì nó khoảng đấy, tạo hoàn thiện thì nó làm khoảng hơn 40 phân một xíu thôi. Thì sau này tôi sẽ bấm ở đây để mình dựng một cái ngọn ở đây. Nó thành một cái cây hình tam giác anh em ạ. Đây là mặt sau này. Mặt sau thì lúc nào mình nhìn nó khó chịu tại vì nó có cái cành phông đấy. Còn mình nhìn mặt trước thì lúc nào nó thông thoáng anh em thấy không? Cành này sau này hoàn thiện thì nó kéo cái cành này nó để nó có nhiều tác dụng anh em này. Như cái sung những cái cành dăm này cũng vậy này. Những cành dăm này sau này là nó có thể là nó ra quả nữa anh em ạ. Không nên cắt đi, cứ bấm ngọn thôi. Bấm những ngọn như này. Bấm hết lá thôi. Còn những cái cành như này ấy, thì mình để nó có nhiều tác dụng lắm. Nó kéo to cái gốc này ra. Cái cành này. Mà cả những cái xe vết sẹo này nó kéo rất nhanh. Tôi đa số cắt những cái cây để tôi uốn thành hình cây để chơi tạm thời thôi anh em ạ. Chứ còn cây mà để mình nuôi lâu dài ấy, thì cứ phải nuôi to rồi tôi mới cắt. Cắt dập rồi mới uốn. Tôi có rất nhiều những cái phôi to bây giờ tôi nuôi cành nó to bằng cổ tay rồi anh em ạ. Mà vẫn chưa dám cắt anh em ạ. Tại vì nó chưa cân đối với cái thân của nó đấy. Nên là mình cứ để lên cây to tôi ít khi tôi quay. Tôi chỉ mang những cái cây nhỏ nhỏ này tôi quay để thứ nhất là mình cũng dễ nó thu vào màn hình ấy, nó dễ để anh em có thể là dễ nhìn chứ còn những cái cây to thì nó nằm ở vườn dưới đất ấy thì rất khó quay. Rất nhiều cây bây giờ tôi nuôi cành rất to rồi mà chưa dám động dao kéo anh em. Có nghĩa là làm cây cảnh ấy thì cứ muốn nhanh thì nó lại càng chậm anh em ạ. Nhiều cây bây giờ tôi tạo thành hình bông tán nhưng mà nhiều cái cành nó rất nhỏ. Mà bây giờ muốn to nó cũng lại rất chậm. Tại vì khi mình đã bấm đọt nó đi rồi thì nó lại ra cái lớp lá nhỏ đấy. Thì cây nó phát triển chậm lại. Chính như cái cành này này anh em này. Cái cành thân chính này này. Đây này. Cái mầm này tôi phải lui này anh em này. Cái đoạn này là tôi phải lui này. Lui rồi mình cứ thả rông cho nó to xong rồi tôi mới cắt giật ra đây này anh em này. Thấy không? Còn khi mà cái cây này khai thác về cách đây 10 tháng nó chỉ được một cái thân thế này thôi. Từ đây xuống thôi. Cái mầm này mình phải lui này. Lui rồi lên mình mới cắt chỗ này. Mà chính nhà mình tôi cắt chỗ này là vẫn gọi là sớm này. Thì đúng nhà mình nuôi to lên khoảng gấp rưỡi thế này nữa thì mình cắt thì đẹp. Thì sau này những cây này nó thành những cây lùn rất đẹp. Anh em thấy hậu quả của cái việc cắt cách cây sớm này. Còn cái những cái cành như này thì sau này để cho cái cành này nó phóng dài ra. Mình nuôi những cái cành này nó phải to, cái cành này nó phải to bằng những cái cành này này. Bắt đầu tôi mới bấm lên đi. Mình cứ tạo bông trong đây trước đi. Còn cái bông này mình tạo sau cũng được. Làm mà cây nó cứ phải thứ tự chứ còn mình càng vội thì lại càng chậm. Thì video tôi chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh em nhé.